Các em thân mến, hôm nay thầy sẽ giảng cho các em về phần cuối cùng của chương 1, đó là bốn nhỏ tính toán truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt. Như thầy đã trình bày các bài trước thì các em đã được học thế nào là dẫn nhiệt, đúng không? Thế nào là đối lưu nhiệt và thế nào là bức xạ nhiệt. Tuy nhiên, trong thực tế thì cái quá trình trao đổi nhiệt hay truyền nhiệt nó không xảy ra một cách đơn lẻ là đối lưu nhiệt, bức xạ nhiệt hay là dẫn nhiệt riêng rẽ, mà nó sẽ kết hợp với nhau. Như vậy hôm nay á, bài hôm nay là mình sẽ học về cái quá trình trao đổi nhiệt hay truyền nhiệt theo cái phương thức hỗn hợp, là kết hợp vừa là đối lưu, vừa là bức xạ và vừa là dẫn truyền. Như vậy mình sẽ tính toán một bài toán thực tế của quá trình trao đổi nhiệt và truyền nhiệt như thế nào. Thì trước hết các em phải đi mục thứ nhất, đó là tính toán quá trình truyền nhiệt, hay là tính toán truyền nhiệt, hay là quá trình trao đổi nhiệt cho các em. Thì thế nào là trao đổi nhiệt hỗn hợp? Thầy để cho thầy nhắc lại những cái khái niệm để cho các em dễ nhớ, thì thầy lấy một cái mô hình trao đổi nhiệt hỗn hợp như trên hình vẽ 4.1 nha. Thì đây là một cái vật phẳng, vật rắn có bề dày là delta và có hệ số dẫn nhiệt là lambda. Vật phẳng này nó ngăn cách giữa hai môi trường 1 và 2. Môi trường 1 là pha lỏng hoặc pha khí, môi trường 2 cũng là pha lỏng hoặc pha khí. Thì môi trường 1 nó có hệ số tỏa nhiệt là alpha 1 và nhiệt độ là TF1. Môi trường 2 nó có hệ số tỏa nhiệt là alpha 2 và nhiệt độ TF2. Và hệ số tỏa nhiệt này như thế nào tí nữa thầy sẽ nói. Như vậy, giả sử như là nhiệt độ của môi trường 1 lớn hơn nhiệt độ môi trường 2, có nghĩa là TF1 lớn hơn TF2, thì lập tức nó có một cái dòng nhiệt nha, truyền từ môi trường 1 qua môi trường 2. Là nó truyền xuyên qua vách luôn, vách là vách phẳng, vật rắn này dẫn nhiệt. Như vậy quá trình mà vận chuyển năng lượng từ môi trường 1 qua môi trường 2 nó thực hiện như thế nào? Thì thực tế cho chúng ta thấy là nó sẽ quá trình vận chuyển này nó trải qua 3 giai đoạn các em. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn là vận chuyển năng lượng từ trong môi trường 1 lên đến bề mặt vách bên trái nha, bề mặt vách trên bên bên trái là vách vách phẳng bên bên trái, là từ A đến B. Quá trình vận chuyển năng lượng này theo hai phương thức, đó là đối lưu nhiệt và bức xạ nhiệt. Các em chú ý vấn đề đó. Quá trình này á, nó tân hai hai phương thức là đối lưu nhiệt và bức bức xạ nhiệt. Và sau đó cái nhiệt nó sẽ truyền từ bề mặt bên trái của vách sang bề mặt bên phải của vách. Thì quá trình là truyền này nó đi từ B đến C. Thì quá trình này là chính là cái quá trình dẫn nhiệt em, theo phương thức dẫn nhiệt nha. Các em nhớ chú ý vấn đề đó nha, theo phương thức dẫn nhiệt ở truyền trong vách và rắn là theo phương thức dẫn nhiệt. Rồi từ bề mặt của vách bên phải của vật rắn này vào trong môi trường thứ hai, vào trong môi trường thứ hai, thì quá trình này nó theo cái phương thức đối lưu nhiệt và bức xạ nhiệt nha các em. Rồi vậy các em hiểu rõ chưa? Rõ chưa? Bây giờ thầy nhắc lại nè. Cái phương thức hỗn hợp này á, truyền nhiệt theo phương thức hỗn hợp nó kết hợp giữa ba hình thức nha, đối lưu nhiệt, bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt. Thì cái quá trình mà thầy lấy mô hình trên bài toán trên 4.1 này á, các em thấy rồi đó. Thấy chưa? Cái vách phẳng này này ngăn cách giữa hai môi trường 1 và 2, giả sử là coi như là vách phẳng của kho lạnh đi, thì bên ngoài của nó là cái là có nhiệt độ cao từ 33 đến 38 độ nhiệt độ môi trường, nhưng bên trong của nó là có nhiệt độ từ 20 độ. Được chưa? Thì quá trình tính toán mà trao đổi nhiệt hỗn hợp này, tính toán bề dày của vách này làm sao nó cản trở nhiệt từ bên ngoài xâm nhập vào. Được chưa? Nếu như mà mình tính cái bề dày này không đủ em, thì cái nhiệt nó tràn vào ở đây nó nâng cái nhiệt độ kho lạnh lên, nó không duy trì được từ 20 độ, thì như vậy cái gì? Sản phẩm mà để trong kho lạnh nó bị hư, coi như quá trình coi như làm hư, không thể xuất khẩu và thương mại được đâu các em. Cho nên là bài toán ở đây là các kỹ sư phải cần biết
để cách để tính toán cái bề dày của vách cho nó phù hợp. Như vậy thì quá trình truyền nhiệt ở đây là thầy nhắc lại là đây là quá trình truyền nhiệt theo phương thức hỗn hợp, đấy nhá. Môi trường á, một là có hệ số tỏa nhiệt alpha 1 và cái nhiệt độ là TS1. Môi trường 2 có hệ số tỏa nhiệt alpha 2 và nhiệt độ là TF2. Nhiệt độ môi TS1 lớn hơn nhiệt độ TF2, lập tức nó có một cái dòng nhiệt vận chuyển từ môi trường 1 vào môi trường 2. Quá trình vận chuyển này trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ A đến B là từ trong môi trường thứ nhất vào bề mặt của vách. Thấy chưa? Bên trái. Thấy chưa? Cái quá trình vận chuyển này á, các em thấy không? Quá trình vận chuyển này theo hai phương thức, đó là đối lưu nhiệt và bức xạ nhiệt. Bây giờ tí nữa thầy sẽ nói đối lưu nhiệt và bức xạ nhiệt nên nó tính theo cái phương trình nha. Và cái thứ hai là từ B đến C là dẫn nhiệt nha các em, và từ C đến D là cái đối lưu nhiệt và bức xạ nhiệt. Bây giờ vậy thì từ A đến B nó phải tính toán theo cái phương thức gì? Thì ở đây các bạn này, từ A đến B, bây giờ nó vừa là có dư đối lưu và vừa bức xạ, thì đối lưu á nó tuân theo cái phương trình Newton Riemann. Đấy các em, đối lưu nó tuân theo phương trình là cái quy alpha này là quy đối lưu á, nó sẽ bằng là hệ số tỏa nhiệt đối lưu cộng cho độ chênh lệch nhân cho độ chênh lệch nhiệt độ giữa nhiệt độ môi trường và nhiệt độ bề mặt vách. Còn phía môi trường 2 là từ độ chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt vách và môi trường nghe các em, tùy theo cái nhiệt độ cao trừ đi nhiệt độ thấp. Và cái dòng bức xạ là quy epsilon này nó bằng là alpha bức xạ nhân cho độ chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường và nhiệt độ bề mặt vách. Các em thấy không? Thì như vậy thì thầy nhắc lại á, là hai cái công thức này từ là a chấm 1.33 a và 3.120 thì các em sẽ thấy này, 1.33 a thì đây là nó tuân theo phương trình Newton Riemann, là cái này quá trình này là có quá trình là đối lưu nhiệt các em, để alpha này alpha đối lưu nó tuân theo đấy chưa, và 3.120 thì nó tuân theo cái định luật Stefan-Boltzmann. Định luật Stefan-Boltzmann nó viết ở cái phương trình là 3.117, và từ 3.117 biến về 3.120, được chưa? Các em thấy không? Là nó biến về trong cái hệ số tỏa nhiệt là bức xạ, nó tuân theo cái phương trình là 3.119. Các em chú ý cái vấn đề đó. Thì mình đã học rồi, bây giờ thầy sẽ viết lại thôi. Rồi đó, các em chú ý cái vấn đề đó nghe. Được viết cái dạng này. Vậy bây giờ tổng của dòng nhiệt dẫn truyền đi từ A đến từ B đến C này là nó sẽ bằng dòng nhiệt đối lưu. Dòng nhiệt đối lưu là đi từ A đến B và dòng nhiệt đối lưu đi từ C đến D. Tổng dòng nhiệt dòng nhiệt mà dẫn truyền đi từ trong vách này này, đi từ B đến C thì nó sẽ bằng tổng dòng nhiệt là trao đổi là đi từ A đến B và đi từ C đến D. Từ A đến B thì nó có hai phương thức, một là đối lưu và bức xạ. Từ C đến D cũng vậy, đối lưu và bức xạ. Như vậy thì nó sẽ bằng tổng là quy dòng nhiệt là của đối lưu cộng với dòng nhiệt bức xạ. Thế như vậy thì ở đây ta sẽ có đưa cái hai phương trình này vào thì cuối cùng ta viết được cái dạng này. Và người ta gọi là alpha. Alpha các em là bằng là hệ số tỏa nhiệt của đối lưu cộng cho hệ số tỏa nhiệt của bức xạ, gọi là hệ số tỏa nhiệt của môi trường. Nói chung nha em. Hệ số tỏa nhiệt của môi trường này chung. Thấy chưa? Các em chú ý cái vấn đề đó. Cho nên lúc này á, thầy gọi là alpha 1 là hệ số tỏa nhiệt của môi trường 1 là chung cả trong này là đối lưu và bức xạ luôn. Và alpha 2 lúc này cũng vậy, là hệ số tỏa nhiệt của môi trường 2 là chung cho là hệ số đối lưu và bức xạ. Được chưa? Nhưng mà khi cái nhiệt độ, các em chú ý là khi nhiệt độ mà độ chênh lệch nhiệt độ này thấp thì có lúc này là cái ảnh hưởng của quá trình bức xạ rất là bé, cho nên là lúc này alpha là gần bằng alpha đối lưu luôn. Được chưa? Còn trường hợp mà khi cái nhiệt độ môi trường và nhiệt độ vách cực lớn thì lúc này á, là hệ số đối lưu là xem như là rất là bé, không đáng kể. Lúc này là alpha bức xạ, alpha tỏa nhiệt của môi trường bằng alpha bức xạ. Thì nhắc lại nha, thì nhắc lại này, alpha tỏa nhiệt của môi trường bằng tổng cái alpha tỏa nhiệt của môi trường của đối lưu cộng cho là tỏa nhiệt của bức xạ. Nhưng mà khi nhiệt độ của môi trường và nhiệt độ bề mặt vách nhỏ là bé, bé là ở đây là khoảng là dưới 150, được chưa? Thì lúc này á, là hệ số ảnh hưởng của là alpha bức xạ rất là bé, không đáng kể, cho nên người ta bỏ qua. Cho nên là lúc đó là hệ số tỏa nhiệt của môi trường bằng hệ số tỏa nhiệt của đối lưu gần mặt, thấy chưa? Lấy gần mặt. Còn khi mà nhiệt độ này, nhiệt độ là môi trường và nhiệt độ bề mặt vách rất lớn, bây giờ 500 đến 600 đến thậm chí lên tới mấy ngàn độ C, thì lúc này á, hệ số tỏa nhiệt của môi trường đối lưu ảnh hưởng quá trình đối lưu là rất là bé, xem như bằng không. Lúc đó là hệ số tỏa nhiệt của môi trường bằng hệ số bức xạ.
lúc này là chủ yếu là cái dòng nhiệt bức xạ, nhưng mà dòng nhiệt dẫn truyền ở trong vắt là luôn luôn bằng tổng của hai cái dòng nhiệt giữa đối lưu và bức xạ, các em chú ý cái vấn đề đó. Được chưa? Và nó được viết dưới dạng Newton Richman. Được chưa? Dòng nhiệt được viết dưới dạng Newton. Còn là dòng nhiệt dẫn truyền này nó tuân theo cái phương trình gì em? Dòng nhiệt dẫn truyền này nó tuân theo cái phương trình gì các em biết không? Dẫn truyền trong A và B này. Đây, bây giờ từ B và C và từ C và D nó tuân theo phương trình Newton Richman 4.1 này. Được chưa? Nhưng mà gì từ từ B và C này nó tuân theo phương trình gì? Các em có biết không? Nó tuân theo phương trình là Fourier. Fourier tuân theo cái phương trình Fourier, các em chú ý cái vấn đề này cho thầy. Được chưa? Đây. Các em chú ý cái vấn đề này, cái phương trình Fourier này. Được chưa? Là Q này nó sẽ bằng là trừ QS này nó sẽ bằng trừ lambda nhân cho gradient nhiệt độ. Đấy, các em sẽ biết được cái phương trình này là qua cái hôm trước là thầy đã nói rồi. Đây. Các em vừa thấy này. Đó, cái mật độ dòng nhiệt. Mật độ dòng nhiệt này nó tới tỷ lệ thuận với gradient nhiệt độ theo định luật Fourier. Các em thấy chưa? Thấy chưa? Như vậy thì ở đây á, là mình chú ý để mình biết để mình tính toán. Như vậy á thì nhắc lại nè. Trao đổi nhiệt hỗn hợp. Thấy không? Trao đổi trên cái mô hình này từ A từ một từ môi trường 1 đến môi trường 2 nó phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ A đến B, được chưa? Là đối lưu và bức xạ nó tuân theo phương trình Newton Richman 4.1. Được chưa? Và từ B đến C nha, là nó theo phương thức dẫn truyền. Trao đổi nhiệt theo phương thức dẫn truyền là theo tuân theo cái định luật Fourier. Được chưa? Và từ C đến D nha, từ C đến D thì nó sẽ tuân theo gì? Các em cũng là đối lưu và bức xạ nó tuân theo phương trình Newton Richman. Đó, viết Newton Richman, được chưa? Đó, như vậy thì thầy đã khái niệm cho các bạn là quá trình trao đổi nhiệt hỗn hợp là như thế nào trên mô hình 4.1 trước khi mình đi vào tính toán. Trước khi mình đi vào tính toán các em. Rồi bây giờ mình đi vào tính toán nghe các em. Đó. Bây giờ đi tính toán truyền nhiệt. Đó. Tính toán truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng. Được chưa? Bài toán. Giả sử như là cái vách phẳng này không có nguồn nhiệt bên trong. Và trường hợp đầu tiên đó, cái vách phẳng không có nguồn nhiệt bên trong nha, ổn định truyền nhiệt ổn định qua vách phẳng, vách phẳng không có cái nguồn nhiệt bên trong, và đặc biệt là vách phẳng lên một lớp. Được chưa? Từ cái ổn định này, được chưa, ổn định thứ nhất với thứ hai vách phẳng một lớp, mà lớp ở đây á, thầy thấy trên hình là 4.2 này, thầy mô tả này, cái lớp ở đây có bề dày là delta, các em chú ý cái bề dày, delta từ không đến delta thì nó có bề dày delta. Nhiệt độ môi trường á, thì hai cái vách phẳng này ngăn cách giữa hai môi trường 1 và 2. Môi trường 1 có hệ số tỏa nhiệt. Tỏa nhiệt đây gồm bức xạ và đối lưu khi lại thầy nói rồi. Có nhiệt độ là tỏa nhiệt là alpha 1 và hệ nhiệt độ môi trường là TF1. Được chưa? Và cái môi trường thứ hai là có hệ số tỏa nhiệt alpha 2 và nhiệt độ là TF2. Và nhiệt độ bề mặt hai bên vách, bên phải và bên trái của cái vách này là TVK1 và TVK2. Dĩ nhiên là ở đây ta nhìn vào đây ta thể thấy được là TF1 nhiệt độ môi trường 1 lớn hơn nhiệt độ môi trường 2, cho nên có một cái dòng nhiệt đi từ môi trường 1 qua môi trường 2. Được chưa? Và chiều cái vách này á, là có chiều cao là L và chiều sâu của nó là chiều sâu là theo phương Y á. Được chưa? Là L luôn. Mà L nó sẽ và cái vách này nó có cái bề dày là delta. Delta nó vô cùng bé, vô cùng nhỏ so với L, để đảm bảo sao? Để đảm bảo mật độ dòng nhiệt truyền theo phương OX thôi, theo phương X thôi, không theo phương theo Z và không truyền theo cái phương OY. Được chưa? Thì lúc này ta sẽ có phương trình 4.5. Từ phương trình 4.5 mình mới có quyền áp dụng định luật Newton Richman và cái dẫn nhiệt Fourier nghe các em. Đó, thế từ cái phương trình 4.5. Và nhiệm vụ của mình ở đây, bài toán ở đây, bài toán đặt ra ở đây cho mình đi tìm là mật độ dòng nhiệt và nhiệt lượng truyền qua vách như thế nào. Khi biết được cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của nó là F đây, thấy chưa? Thì ở đây đi từ môi trường 1 đến bề mặt vách bên trái nha, khi nãy đó đi từ môi trường 1 về mặt vách bên trái này là có nhiệt độ, là môi trường 1 có nhiệt độ TF1 và bề mặt vách bên trái là TVK1, thấy chưa? Thì quá trình này là truyền từ năng lượng từ môi trường 1 đến bề mặt vách bên trái là nó tuân theo là Newton Richman, tuân theo phương trình Newton Richman. Lúc đó là cái mật độ dòng nhiệt lúc này nó sẽ bằng là hệ số tỏa nhiệt của môi trường.
nhân cho độ trên là nhiệt độ giữa nhiệt độ môi trường và nhiệt độ bề mặt tất cả bằng T với F1, à, T F1 trừ đi T với F1, được chưa? Em thấy chưa? Rồi, nó truyền từ bề mặt bên trái đến bề mặt bên phải, nó tuân theo cái định luật Fourier. Cái định luật Fourier là nó sẽ tuân theo cái phương trình này, Q nó sẽ bằng lambda trên cho delta. Các em vậy lật lại cái chương nhận nhiệt để các em xem, được chưa? Và nhân cho T với kép 1 trừ đi T với kép 2 là nhiệt độ, độ chênh lệch nhiệt độ và hai bên mặt vắt, bên trái và vắt bên phải nghe các em, có phương trình là 4.7, các em thấy chưa? Và từ bề mặt bên phải vào môi trường thứ hai lại tuân theo định luật Newton Riemann. Vì sao? Vì nó là vừa là đối lưu nhiệt vừa bức lại xạ nhiệt, thì như vậy Q ở đây nó sẽ bằng là hệ số cấp nhiệt của môi trường thứ hai nhân độ độ chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt vắt và nhiệt độ môi trường. Ta có cái phương trình 4.8, em thấy chưa? Rồi từ 4.6, 4.7, 4.8 các em quy đổi lại nè, được chưa? Bây giờ ta đi tìm này, độ chênh lệch bề mặt giữa nhiệt độ môi trường và bề mặt vắt bên trái thì nó sẽ bằng Q nhân 1 trên cho là chia cho 1 trên cho là alpha 1 đây. Chia các em chia nó xuống, được chưa? Và ta biến đổi cái phương trình là 4.7 là ta có TV kép 1 trừ đi TV kép 2 bằng Q nhân cho là nhân nhân ngược nó lên theo và chia nó xuống, nó bằng delta chia cho lambda. Và tương tự như vậy thì ở cái phương trình 4.8 thì ta sẽ có là TV kép 2 trừ đi TF2 nó bằng Q nhân cho 1 trên alpha 2. Được chưa? Các em thấy không? Và lúc này ta cộng ba cái phương trình lại với nhau thì ở đây trên này ta thấy này, t trừ tv kép 1 cộng tv kép 1 hết trừ tv kép 2 cộng tv kép 2 hết, và cuối cùng ta ở đây ta cộng ba phương trình này lại thì cuối cùng ở đây ta có là tf1 trừ đi tf2 là độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai môi trường 1 và 2, được chưa? Nó bằng Q, ở đây có Q, có Q, đưa ra Q để làm thừa chung trong này cộng lại cái biểu thức của chúng ra được cái phương trình 4.9, được chưa? Em thấy không? Và cuối cùng ở đây từ cái phương trình 4.9 ta suy ra được cái mật độ dung nhiệt ngay. Mật độ dung nhiệt là Q nó sẽ bằng độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai môi trường 1 và 2 là TF1 trừ đi TF2 trên cho là 1 trên alpha 1 cộng cho delta trên lambda cộng cho 1 trên alpha 2. Được chưa? Và mật độ dung nhiệt là tính là watt trên mét bình phương, ra được phương trình 4.10. Và lúc này từ cái phương trình 4.10 này người ta đặt K nó bằng 1 tất cả trên cho 1 trên alpha 1 cộng cho là delta trên lambda cộng cho 1 trên alpha 2. Được chưa? Thì cái phương trình này người ta gọi là cái K này người ta gọi là hệ số truyền nhiệt của vắt, thấy chưa? Hệ số truyền nhiệt của vắt các em, và cái thứ nguyên của nó là watt trên mét bình phương nhân độ K, là cái phương trình 4.11 rất là quan trọng để tính toán hệ số truyền nhiệt, rất là quan trọng. Và cuối cùng á, ta thay lại, ta đặt ta thay lại, và cuối cùng ta suy ra được cái mật độ dung nhiệt theo cái phương trình là 4.12, là Q nó sẽ bằng Q nhỏ nó bằng là mật độ dung nhiệt nó bằng K nhân cho là F TF1 trừ đi TF2. Đó, ta có cái phương trình này, các em thấy chưa? Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy. Rồi như vậy thì từ khi mà có cái khi có mật mật độ dung nhiệt rồi, các em nhân hai vế nhân tìm cái nhiệt lượng trao đổi là nhân cho diện tích trao đổi nhiệt thôi, thì ta sẽ có cái phương trình 4.13, các em thấy chưa? Ta có cái phương trình 4.13. Như vậy thì cái giải quyết xong bài toán là truyền nhiệt qua vách phẳng một lớp. Bây giờ ta truyền nhiệt qua vách phẳng nhiều lớp thì sao? Nếu bây giờ thầy thấy thầy lấy này ổn định nha, và không có nguồn nhiệt bên trong, cũng tương tự như vậy, giả sử như thầy có vách phẳng n lớp và tương tự như là nó có là cái bề dày này về hệ số dày nhiệt là delta 1 là lambda 1, lớp thứ hai có là delta 2 và lambda 2, và lớp thứ n thì ta có là dn và lambda n. Ngăn cách vách phẳng này ngăn cách giữa hai môi trường 1 và 2, môi trường 1 có là hệ số tỏa nhiệt là alpha 1 và nhiệt độ là TF1, và môi trường thứ hai là có nhiệt độ là alpha, có hệ số tỏa nhiệt là alpha 2 và nhiệt độ là TF2, được chưa? Thì chuyển qua. Vậy thì tương tự như vậy thì ta cũng viết cho từng lớp thôi. Từ cái môi trường nha. Từ cái môi trường 1 vào cái bề mặt vắt thứ nhất là nó tuân theo cái phương trình Newton Riemann, thì đây đối lưu bức xạ. Và từ vắt thứ nhất qua vắt thứ hai, từ vắt thứ hai qua vắt thứ ba rồi đến vắt n, nó tuân theo phương trình Fourier tại vì nó dẫn nhiệt nha. Và từ bề mặt này vắt n
bên 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 trái vẫn ở, ở bên phải vẫn ở, vào trong môi trường thứ hai thì nó lại tuân theo cái phương trình Newton-Riemann. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy. Và tương tự như vậy thầy sẽ viết cái phương trình lớp không ở đây là, lớp không ở đây là thầy muốn bên, bên này lớp 1 đấy, môi trường 1 là thầy cho lớp không, còn môi trường 2 là lớp n cộng 1. Các em để cho biết à, vậy bây giờ lớp không á là nó tuân theo phương trình Newton-Riemann, viết là ta có là q nó sẽ bằng alpha 1 nhân cho là TF1 trừ đi TVK1, được chưa? Và từ đây ta suy ra luôn TF1 trừ đi TVK1 thì chia nó xuống, tại vì tuân theo phương trình Newton-Riemann đến đây, từ đây đến đây, được chưa? Và qua sau đó là từ TVK1 đến TVK2 nữa là độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai bề mặt vắt của lớp thứ nhất thì nó tuân theo cái phương trình Fourier, thì ở đây ta sẽ có này, lớp thứ nhất là Q nó sẽ bằng là lambda 1 trên cho delta 1 nhân cho là TVK1 trừ đi TVK2, được chưa? Rồi từ đó suy ra TVK1 trừ đi TVK2 bằng Q nhân cho là delta 1 trên delta 2. Và tương tự như vậy thì ta cũng có là TVK2 trừ đi TVK3 bằng Q nhân cho là delta 2 trên cho lambda 2. Và cho đến lớp N nha các em. Lớp N thì ta có gì? Ta có ở đây rồi, là TVKN trừ đi TVKN cộng 1 nó bằng Q nhân cho là delta N trên lambda N. Các em chú ý cái vấn đề đó. Và cái lớp N cộng 1 là lớp cái môi trường đây, môi trường từ bề mặt vắt và môi trường thứ hai, thì lúc này ta sẽ có tuân theo cái phương trình Newton-Riemann này. Thì lúc này á là Q nó sẽ bằng alpha 2 nhân cho là TVKN cộng 1 nha, trừ đi TF2. Và cuối cùng ở đây ta suy ra được là T VKN1 trừ đi TF2 nhân cho là nó sẽ bằng Q nhân cho 1 trên cho là alpha 2. Các em chú ý đó. Và lúc này ta lấy này, cái phương trình 4.14 cộng 4.15 cộng 4.16 và đến cho cộng 4.17 nghe, cộng 4.18 thì các em chú ý cái vấn đề này. Trừ TV1 cộng TVK1 hết, trừ TVK2 cộng TVK2 hết, và cứ như vậy thì cuối cùng ở đây á là trừ TVKN cộng 1 cộng cho TVKN cộng 1 hết, và cuối cùng ta suy ra được nha. Ta suy ra TF1 trừ đi TF2 là nhiệt độ, độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai môi trường này, thấy chưa? Nó sẽ bằng cái gì? Nó bằng ở đây có Q, có Q hết nha. Q. Rồi ở đây cũng có Q nữa, đưa Q ra làm thừa chung em. Đấy, Q ra làm thừa chung. Trong này còn lại là 1 trên cho là alpha 1 cộng cho delta 1 trên lambda 1 cộng chấm chấm cộng delta n trên lambda n và cộng cho 1 trên alpha 2. Và lúc này ta viết gọn lại, viết gọn lại Q tất cả thừa số cho 1 trên cho alpha 1 cộng cho tổng sigma ri chạy từ 1 trên nt là delta ri trên lambda ri cộng cho 1 trên alpha 2. Và ta có phương trình là 4.19 em. Từ cái phương trình 4.19 ta dễ dàng suy ra được mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng n. Thế mình mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng n được tính theo cái phương trình 4.20 là Q nó sẽ bằng gì? TF1 trừ đi TF2 tất cả trên cho 1 trên alpha 1 cộng cho tổng sigma ri chạy từ 1 trên n của là delta ri trên lambda ri và cộng cho 1 trên alpha 2. Và lúc này người ta đặt nha. Cũng tương tự như vậy, người ta đặt K nó sẽ bằng 1 trên cho 1 trên alpha 1 cộng cho tổng sigma ri chạy từ 1 cho đến n của delta ri trên lambda ri cộng cho 1 trên alpha 2, được chưa? Phương trình 21. Ở phương trình 21 này cái K này người ta gọi là hệ số truyền nhiệt qua vách phẳng n. Nha các em. Rồi, từ cái đặt như vậy ta thay vào cái phương trình, thay K vào phương trình 1.20, cuối cùng ta suy ra được cái phương trình 1.22, được chưa? Q nó bằng K nhân cho là độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai môi trường qua vách. Các em thấy chưa? Đó. Và sau khi mà có cái mật độ dòng nhiệt rồi, ta nhân hai về, ta nhân cho là cái diện tích trao đổi nhiệt của bề mặt vắt thôi, thì tìm ra là cái nhiệt lượng trao đổi. Đó. Vậy cái, ở đây cái nhiệt lượng mà truyền qua vắt lúc này nó bằng Q á, nó sẽ bằng là Q nhỏ nhân cho F. À, thì lúc này là Q này bằng Q nhỏ nhân cho F, nó bằng K nhân F nhân cho độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai môi trường nếu phương trình là 4.24, được chưa? Như vậy ta tính toán được cái mật độ dòng nhiệt này và cái năng lượng truyền qua vách n lớp. Các em thấy vách phẳng n lớp đó, thì các em phải chú ý cái vấn đề đó cho thầy, rất là quan trọng. Cái như vậy thì ở đây các em phải chú ý cái truyền trao đổi nhiệt mà hỗn hợp qua vách phẳng thì là tính toán truyền nhiệt của nó. Các em biết được là truyền nhiệt qua một lớp, biết được truyền nhiệt qua n lớp để sau này mình tính toán nghe, tính toán cho cái bề dày của vách vách lò
bắt lò của luyện gang luyện thép, được chưa? Đừng có cho nhiệt bên trong nó tải ra ngoài, nó làm hao tốn tiền điện năng. Đồng thời á, mình kính vách của kho lạnh á, đừng cho nhiệt bên ngoài tràn vào bên trong, nâng nhiệt độ lên làm hư sản phẩm. Các em phải chú ý cái vấn đề đó cho thầy nhé, các em đó. Rồi cái đó là rất là quan trọng đó. Đó. Rồi bây giờ á, các em đi học mục tiếp theo đó là truyền nhiệt ổn định qua vách trụ. Rồi truyền nhiệt ổn định qua vách trụ này là thầy giả sử như là vách trụ này là không có nguồn nhiệt bên trong, và cũng như tương tự như vậy thì thầy xét vách trụ đầu tiên, thì xét vách trụ là một lớp trước nhé. Vách trụ một lớp, vách trụ này á được mô tả như trên hình là 4.6, các em thấy không? Vách trụ một lớp, vách trụ này ngăn cách giữa hai môi trường 1 và 2. Nhiệt độ cái môi trường hệ số cấp nhiệt của là môi trường 1 á là alpha 1 và có nhiệt độ là TS1. Còn môi trường thứ hai nó có hệ số tỏa nhiệt là alpha 2 và nhiệt độ là TF2. Được chưa? Và nhiệt độ môi trường thứ nhất lớn hơn nhiệt độ môi trường thứ hai, thì TF1 á lớn hơn TF2, do đó nó có một cái dòng nhiệt truyền từ môi trường 1 qua môi trường 2 qua vách trụ. Các em mình chú ý vậy. Và vách trụ này á là nó sẽ có nó có này, đường kính trong là D1 bằng 2R1, đường kính ngoài là D2 bằng R2, và vách trụ làm bằng vật liệu có hệ số dẫn nhiệt là lambda. Các em chú ý vấn đề đó, hệ số dẫn nhiệt là lambda. Và để đảm bảo cho là cái dòng nhiệt truyền theo cái phương R thì cái vách trụ này á là có cái đường sinh ra L này. Mà L này á vô cùng lớn hơn so với R1 và R2. Được chưa? Để đảm bảo cho là cái vách trụ này là vách trụ vô hạn, dài vô hạn á. Được chưa? L là đường sinh hay là chiều cao của vách trụ này vô cùng lớn hơn so với R1 và R2. Để các em nhớ cái vấn đề đó cho thầy nha. Vô cùng lớn hơn so với R1 và R2 để đảm bảo á là dòng nhiệt nó truyền theo phương bán kính, không thể truyền theo cái phương thẳng đứng, phương đường sinh, thấy chưa? Là vô hạn, thấy chưa? Các em phải chú ý cái vấn đề đó cho thầy. Như vậy nhiệm vụ của mình á đặt ra ở đây, nhiệm vụ của mình đặt ra ở đây là đi tìm cái dòng nhiệt và mật độ dòng nhiệt theo chiều dài. Thì như vậy đối với vách trụ là các em học rồi á, mật độ dòng nhiệt theo chiều dài, cho mình muốn tính mật độ dòng nhiệt bình thường. Các em chú ý cái vấn đề đó. Đó, cho nên với trao đổi nhiệt mà hay là truyền nhiệt qua vách trụ nó cũng tương tự như vách phẳng thôi, nó cũng phải trải qua ba giai đoạn này. Giai đoạn thứ nhất từ môi trường đến bề mặt vách là nó tuân theo phương trình Newton Raman, là ở đây đối lưu nhiệt và bức xạ nhiệt, được chưa? Gọi chung tắt là coi như là nó tuân theo cái phương trình Newton Raman đó. Và từ bề mặt vách bên trong ra bề mặt vách bên ngoài của vách trụ, mặt vách bên trong là có đường kính nhỏ, vách bên ngoài có đường kính lớn, được chưa? Bên ngoài thì nó tuân theo dẫn truyền Fourier, theo phương thức dẫn truyền Fourier, được chưa? Và từ bề mặt vách ngoài vào bên trong môi trường thứ hai thì nó tuân theo là coi như là đối lưu và bức xạ, và tuân theo định luật Newton Riemann. Các em chú ý cái vấn đề đó. Cho nên là khi tính toán mình cũng tính toán theo ba giai đoạn như vậy. Rồi giai đoạn thứ nhất là môi trường thứ nhất là môi trường bên trong em. Môi trường bên trong nó tuân theo cái phương trình Newton Riemann. Phương trình Newton Riemann là khi nãy thầy nói rồi, nó sẽ bằng là nè, bên trong á là ta có cái diện tích trao đổi nhiệt của vách trụ xung bên trong là bằng gì? TF1 nhân cho là hệ số alpha 1, được chưa? Nhân cho là TF1 trừ đi TVK1 đó, độ chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường bên trong với bề mặt vách bên trong, và nhân cho cái diện tích bề mặt. Đó, diện tích trao đổi nhiệt bên trong. Diện tích trao đổi nhiệt bên trong nó bằng cái gì em? Bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Của hình trụ mà. Diện tích xung quanh của hình trụ có phải bằng chu vi đáy nhân với chiều cao không? Chu vi đáy nhân với chiều cao không? Thì ở đây nó sẽ bằng gì? BD là chu vi đáy nhân với chiều cao là nhân L. L là đường sinh, là L cũng là chiều cao. Đấy. Còn xoay mà, trụ xoay mà, được chưa? Thì các em như vậy, nhân L và nhân cho nhân vào. Như vậy ta có cái phương trình là 4.25, được chưa? Rồi. Và nó qua vách trụ thì nó phải tuân theo cái phương trình định luật Fourier. Mà định luật Fourier thì các em xem lại cái phương trình là 1.57 đây, cái phần dẫn nhiệt. Phần dẫn nhiệt đâu? Đây phần dẫn nhiệt đây, 1.57, thầy kéo xuống cái phương trình 1.57 này. Đây, các em phải tuân theo cái phương trình 1.57 bên dẫn nhiệt, nó viết được cái phương trình này là bằng trừ lambda nhân cho là gradient nhiệt độ tại cái R bằng R1 nhân cho F1 là tại bề mặt bên trong của vách.
R nhân cho R một thì ta sẽ có. Thì bây giờ là qua bên này thầy sẽ viết lại thôi, được chưa? Các em như thấy không? Ở đây đó, trừ lambda nhân cho là dt trên dr khi r bằng r một nhân cho f một khi r bằng r một thì nhân cho f một khi r bằng r hai thì phải nhân cho f hai. Các em chú ý vấn đề đó. Để nhân cho f một thì ở đây nó sẽ viết ở cái dạng là phải viết lại thôi. Thì ở đây nó bằng b nhân l nhân là t v k một trừ đi t v k hai trên cho một trên hai lambda nhân cho log db của là delta hai d hai trên d một. Đó các em, đó đường kính ngoài trên cho đường kính trong, đó, ta có phương trình 4.26. Và bây giờ thầy viết cái đã qua vắt rồi, bây giờ thầy viết ở môi trường thứ hai. Ở môi trường thứ hai là nó dẫn nhiệt đó, nó truyền nhiệt đó từ bề mặt ngoài vào bên trong môi trường thứ hai là tuân theo cái phương trình Newton Riemann. Tuân theo phương trình Newton Riemann thì ở đây ta sẽ có là Q nó sẽ bằng F2 nhân cho là làm nhân cho alpha 2 và nhân cho TVK2 trừ đi TF2. TF2 là nhiệt độ môi trường và TVK2 là nhiệt độ bề mặt phát ra. Được chưa? Các em chú ý cái vấn đề đó. Và cuối cùng ở đây á là TF2 này là cái diện tích xung quanh của mặt ngoài của hình trụ mặt ngoài thì nó bằng chu vi đáy nhân với chiều cao, nó sẽ bằng là b d2 nhân cho l nhân cho alpha 2 nhân cho là tv kép 2 trừ đi TF2. Đó là cái phương trình 4.27 các em. Được chưa? 4.27. Rồi, bây giờ á trong ba phương trình này các em thấy này, Q không đổi tại vì nó ổn định mà. Truyền nhiệt qua vết trụ ổn định không đổi, được chưa? Và L có thay đổi không? L chiều cao của không thay đổi, chỉ có là R nó thay đổi, R1 khác R2 nó thay đổi thôi. Cho nên lúc này á, người ta đặt QL nó bằng là Q lớn chia cho L. Dòng nhiệt truyền qua vách chia cho là đường sinh, người ta gọi là mật độ dòng nhiệt theo chiều dài. Như vậy QL này không đổi, Q không đổi, L không đổi, chứ là QL không đổi. Người ta gọi là mật độ dòng nhiệt theo chiều dài, là tính nhà mật độ dòng nhiệt tính trên một đơn vị chiều dài của đường sinh đó. Để chuyển qua tiếp theo thì cái phương trình 28 này, từ đó ta sẽ quy đổi cái phương trình là 4.25, 4.26, 4.27 này, 4.25, 4.26, 4.27 này, em chia L xuống, chia L xuống nó thành QL. Và cuối cùng QL nó sẽ bằng cái phương trình là BD alpha 1, để chia xuống rồi em, BD chia alpha 1 nhân là TVK1, TF1 trừ đi TVK1, từ đó mình suy ra là TF1 trừ đi TVK1 là bằng QL trên B nhân cho, để chia nó xuống thôi, nhân cho 1 trên cho là D1 nhân cho alpha 1. Và ta đó là QL luôn. Ở đây là có TVK2 trừ đi T TVK1 trừ đi TVK2, nó bằng là QL trên B nhân cho 1 trên 2 lambda nhân log B của delta 2 trên D, D2 trên D1 nha các em. Và tương tự như vậy thì ta cũng biến đổi thành là TVK2 trừ đi TF2, nó bằng là QL trên B nhân cho 1 trên cho là D2 nhân alpha 2. Và các em cộng ba cái phương trình này với nhau thì các em sẽ thấy nè, TF1 trừ TF1 dưới này cộng TF1 hết, trừ TF2 cộng TF2 hết, cuối cùng ở đây ta sẽ có là TF1 trừ đi TF2. Và ở đây ta có QL trên B, QL trên B dưới này cũng QL trên B, đưa QL trên B ra làm thử chung, và cuối cùng ở đây ta viết được cái phương trình là 4.30. Các em thấy không? À, ta viết được cái phương trình 4.30. Và từ cái phương trình 4.30 ta tìm ra cái mật độ dòng nhiệt theo chiều dài là rất là đơn giản. Bây giờ ta tìm ra là QL, QL nó bằng B đó, tất cả chia cho 1 trên cho D1 alpha 1 cộng cho 1 trên 2 lambda nhân là log đi B của D2 trên D1 cộng cho 1 trên D2 lambda 2 và nhân cho là độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai môi trường 1 và 2. Các em thấy không? Và phương trình là 4.31. Ở từ cái phương trình 4.31 người ta đặt KL. Các em ạ, đặt KL bằng B tất cả trên cho 1 trên D1 alpha 1 cộng cho 1 trên 2 lambda nhân log đi B của D2 trên D1 cộng cho 1 trên D2 alpha 2. Và cái này người ta gọi là hệ số truyền nhiệt theo chiều dài nghe các em. Đối với vật trụ thì có tính như cái này thôi nha. Và cái hư nguyên của nó là watt trên mét nhân độ K. Mà cái này người ta gọi là hệ số truyền nhiệt theo chiều dài. Và từ cách đặt như vậy cái phương trình 4.32 thì ta viết lại cái phương trình từ ta viết được là viết lại cái phương trình 4.31 như sau. Các em này. Ở đây QL nó bằng KL nhân cho là TF1 trừ đi TF2, được chưa? Là mật độ dòng nhiệt theo chiều dài được viết gọn lại theo là cái phương trình là 4.33, các em thấy chưa? Và từ
Phương trình 4.3 các em tính toán ra là cái nhiệt lượng trao đổi qua vật trụ là bằng cách là gì? Ở đây suy ra thôi. Được chưa? Ta biết là QL rồi, bây giờ ta nhân L lên ta tìm ra Q, được chưa? Và cuối cùng là ở đây là Q nó sẽ bằng là QL nhân L, và cuối cùng nó bằng KL nhân L nhân cho là TF1 trừ đi TF2. Là ta có cái phương trình là 4.34 để tính toán nhiệt lượng trao đổi qua vật trụ một lớp nha các em. À, các em chú ý cái vấn đề đó. Rồi. Như vậy ta sẽ đi tính toán xong là cái phần vật trụ một lớp, bây giờ ta đi tính toán vật trụ nhiều lớp thì sao? Tương tự vật trụ nhiều lớp rất là tương tự thôi. Ở đây thì giả sử nha, giả sử gồm cho vật trụ n lớp, lớp 1, lớp 2 chấm chấm lớp n là tương và tương ứng nó sẽ có là cái bán kính R1, R2, R3 chấm chấm đến Rn và đến Rn cộng 1. Yeah. Và ta có này, cái chiều cao của cái hình trụ này, chiều cao của hình trụ này L, L vô cùng lớn hơn so với là cái bán kính của vật trụ này, R lớp này, là R yeah, luôn luôn nhỏ hơn so với L, để đảm bảo sao? Để đảm bảo là cái nhiệt nó truyền theo phương bán kính không chiều, truyền theo cái phương chiều cao, phương đường sinh, phương L hay là phương Z, truyền theo, truyền ổn định theo phương R thôi. Nhớ các em, được chưa? Và cái vật trụ này được ngăn cách giữa hai môi trường. Môi trường 1 là có hệ số tỏa nhiệt alpha 1, nhiệt độ TF1. Môi trường 2 có hệ số tỏa nhiệt alpha 2 và nhiệt độ TF2. Các em chú ý cái vấn đề đó. Và tương tự như vậy, từ cái môi trường 1 đến bề mặt vắt thứ nhất là nó tuân theo phương trình Newton-Raphson. Và nó đi trong lớp thứ nhất, lớp thứ hai đến lớp N này, nó là nó phải dẫn nhiệt rồi, mà khi dẫn nhiệt nó phải tuân theo cái phương trình Fourier, các em chú ý gì đó. Và từ cái vắt N, mắt ngoài cùng của N, của lớp N chuyên vào môi trường thứ hai này thì nó theo phương thức là đối lưu và bức xạ, thì nó tuân theo phương trình Newton-Raphson lại. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy. Và tương tự như vậy thầy sẽ viết, viết thứ nhất thầy cũng gọi là lớp lớp mà môi trường thứ nhất là L, gọi là lớp không, còn lớp mà môi trường thứ hai là lớp N cộng 1 nha. Đó, à, rồi. Bây giờ ta có lớp 0 thì nó tuân theo phương trình Newton-Raphson. Đây, lớp 0 là lớp từ môi trường 1 đến bề mặt vắt. Lớp N từ bề mặt vắt vào môi trường thứ hai, lớp N cộng 1 đó. Được chưa? Lớp 0 á nó tuân theo phương trình Newton-Raphson thì ta có QL thôi, viết lại. Viết lại ngay cái phương trình này, không cần biến đổi, ngay cái phương trình này thôi, luôn. Nha. Yeah. Lớp 1 viết ngay. Viết ngay cái phương trình này. Đó. Thì ở đây ta sẽ có là QL nó sẽ bằng là BD1 alpha 1, viết lại thôi. TF1 trừ đi TV1, và cuối cùng ta suy ra TF1 trừ đi TV1, được chưa? Nó bằng là VL trên B nhân cho 1 trên cho là D1 alpha 1. Rồi, lớp thứ nhất là tuân theo cái Fourier rồi, tuân theo Fourier thì ta có QL này sẽ bằng là biểu thức này, và từ cái biểu thức bên này ta suy ra được là T V1 trừ đi TV2 nó sẽ bằng gì? QL trên B nhân 1 trên 2 lambda 1 nhân log đi B của D2 trên D1 đó. Và lớp thứ hai cũng vậy, ta có QL nó được viết theo cái phương trình bên này, và từ đây ta suy ra được là TV2 trừ đi TV3 nó sẽ bằng là QL trên B nhân 1 trên cho 2 lambda 2 nhân cho log đi B của D3 trên D2. Cứ tương tự như vậy đến cái lớp thứ N em. Lớp thứ N ta có là QL, nó được viết theo cái phương trình Fourier như ở bên này viết lại thôi. Thì ở đây ta có là TVKN trừ đi TVKN cộng 1 nó bằng là QL nha, trên B trên nhân cho 1 trên cho 2 lambda N nhân lên log đi B của DN cộng 1 trên DN, được chưa? Và lớp thứ N chính là cái môi trường từ bề mặt vắt ngoài cùng của lớp thứ N đi vào môi trường thứ hai thì nó tuân theo phương trình Newton-Raphson. Thì từ cái phương trình Newton-Raphson này này, bây giờ ta viết là QL, thấy chưa? Viết theo phương trình Newton-Raphson. Và từ đây ta suy ra được cái gì? Là T V kép N cộng 1 trừ đi TF2 nó bằng QL trên B nhân cho 1 trên alpha 2 nhân D của N cộng 1, được chưa? À, như vậy thì lúc này các em chú ý cái vấn đề này cho thầy, lấy cái phương trình là 135 435 cộng 436 cộng 437
cộng 4 3 8 cộng 4 3 9 thì nó có điều gì xảy ra? Thì ở đây ta sẽ thấy nè, trừ t với kép 1 cộng t với kép 1 hết, trừ t với kép 2 cộng t với kép 2 hết, cứ thế. Và ta ở đây ta sẽ có này, trừ t với kép n cộng 1 cộng cho t với kép n cộng 1 hết, và cuối cùng ở đây ta có là tf1 trừ đi tf2 đó bằng ql trên v tất cả nhân cho cái thừa số. Cái ql trên v là đưa ra làm thừa số là 1 trên cho alpha 1 t1 cộng cho là 1 trên 2 lambda 1 nhân cho log nghĩa b của d2 trên d1 cộng chấm 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 cộng cho đến là 1 trên 2 lambda n nhân log nghĩa b của n cộng 1 trên dn, và cộng cho 1 trên alpha 2 nhân dn cộng 1. Đó, các em sẽ thấy. Và lúc này ta sẽ viết gọn lại. Viết gọn lại là ql trên này là 1 trên alpha 1 d1 cộng cho tổng sigma ri chạy từ 1 cho đến n của 2 lambda ri nhân cho log ri ba của là d ri cộng 1 trên d ri, và cộng cho 1 trên alpha 2 nhân d của là n cộng 1. Các em chú ý cái vấn đề đó. Được chưa? Và từ đây ta dễ dàng ta suy ra được cái mật độ dòng nhiệt theo chiều dài ngay là ql nhỏ này ql nhỏ l này, được chưa? Thì nó sẽ bằng pi nhân cho là tf1 trừ đi tf2 tất cả trên cho 1 trên alpha 1 d1 cộng cho tổng sigma ri chạy từ 1 cho đến n của 1 trên 2 lambda ri log ri ba của d ri cộng 1 trên d ri cộng cho 1 trên alpha 2 nhân cho dn cộng 1. Đó, các em nhận được. Và lúc này á mình tính ra cái nhiệt lượng trao đổi của nó là ta nhân l lên thôi, có q rồi, bắt đầu ta ql nhân l, và ta tính ra cái nhiệt lượng mà truyền qua vật trụ nó bằng là 4.40, được chưa? Và lúc này á người ta đặt này, đặt KL nó bằng pi tất cả trên cho 1 trên alpha 1 t 1 cộng cho tổng sigma ri chạy từ 1 đến n của 1 trên 2 lambda ri nhân log nghĩa b của d ri cộng 1 trên d ri cộng cho 1 trên alpha 2 dn cộng 1. Được chưa? Thì cái này người ta phương trình 4.41. Thì cái phương trình 4.41 KL này người ta gọi là hệ số truyền nhiệt theo chiều dài qua vật trụ, được chưa? Do đó cái phương trình 440 có thể viết thành là 4.42, viết gọn lên 4.42, rất là dễ dàng. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy, được chưa? Như vậy ta sẽ tính được cái mật độ dòng nhiệt qua vật trụ, được chưa? Theo cái phương trình là 4.39, 4.40, được chưa? Hệ số truyền nhiệt qua vật trụ truyền nhiệt theo chiều dài 4.41, và viết gọn lại là cái phương trình tính toán nhiệt lượng qua vật trụ là 4.42. Được chưa? Các em nắm được cái biểu thức này, cái hiệu bài ấy, được chưa? Để các em làm bài tập một cách dễ dàng nha các em. Rồi. Như vậy ta học qua vật trụ là 1, qua vật phẳng là 1, qua vật trụ là 2. Bây giờ ta sẽ học tiếp cái bài này là truyền nhiệt qua vật có cánh. Được chưa? Vật có cánh. Tại sao mà vật có cánh các em? Tại sao phải làm đồng trà vật có cánh để làm gì? Các em sẽ thấy q á nha. Ở đây nè. Các em sẽ thấy q nó bằng cái gì em? Đây, cái này các em sẽ thấy q á nó bằng f nhân cho alpha nhân cho độ chênh lệch nhiệt độ. Như vậy muốn để coi như là nhiệt lượng tỏa ra nhiều hơn thì mình phải tăng cái diện tích bề mặt trao đổi nhiệt, đúng không? Đúng không? Tăng diện tích bề mặt trao đổi nhiệt. Tăng diện tích bề mặt trao đổi nhiệt thì ở đây các em sẽ thấy cái vấn đề này. Đây. Người ta làm cái cánh này với mục đích là sẽ tăng diện tích trao đổi nhiệt để làm sao cái nhiệt độ môi trường bên môi trường một để tỏa rất nhiều ra môi trường thứ hai. Các em chú ý cái vấn đề đó các bạn. Được. Được không? Đấy, cho nên ở bài toán này sử dụng cái vắt có cánh như vậy. Các em thấy trên cái nắp của xe Honda, nắp máy của xe Honda nó có từng gân gân. Cái đó là nó đóng hai nhiệm vụ. Một là cánh tản nhiệt, làm cho là coi như nhiệt tỏa ra nhanh hơn để đầu máy nó mát hơn. Hai là cái gân đó là có khả năng chịu lực, gân chịu lực nha các em. Cho nên là bây giờ nhiệm vụ của bài toán của mình á, mình đi tìm là truyền nhiệt qua vắt có cánh. Thì giả sử như cái vắt có cánh như cái mô hình là 4 chấm, cái hình này vẽ 4.12, một cái vắt có cánh như vậy, và ngăn cách giữa hai môi trường em, môi trường 1 và môi trường 2. Môi trường 1 có cái hệ số tỏa nhiệt là alpha 1, nhiệt độ là Tf1. Môi trường 2 có cái hệ số tỏa nhiệt alpha 2 và Tf2, nhiệt độ là Tf2.
bề dày của vách có cánh này là delta, đây delta, và cái vách có cánh này nó sẽ có hệ, nó làm bằng vật liệu có hệ số dạng nhiệt là lambda, các em chú ý với nè. Và bề dày của vách có cánh này nó không phải tính từ cái đỉnh cánh mà nó tính từ chân cánh cho đến bề mặt bên kia, người ta gọi là bề mặt chiều dài của vách có cánh nhé các em. Và ở đây thì giả sử bề mặt thẳng là có diện tích là F1, là tiếp giáp với môi trường 1, còn bề mặt có cánh đó, có diện tích là TF2 tiếp giáp với môi trường 2, có diện tích là F2 nhé tiếp giáp với môi trường 2, còn diện tích trao đổi nhiệt đó của mặt bề mặt phẳng này là F1 là tiếp tiếp xúc với môi trường 1, các em chú ý vấn đề đó. Như vậy quá trình dẫn nhiệt này nó cũng trải qua ba giai đoạn thôi. Giai đoạn thứ nhất từ môi trường 1 đến bề mặt phẳng này nó tuân theo cái phương trình Newton-Raphson đây, vì nó là trao đổi nhiệt đối lưu hoặc là bức xạ, và nó đi trong bề mặt vách này thì nó là phải là Fourier, nó dẫn truyền theo phương thức dẫn truyền thì nó tuân theo cái định luật Fourier. Và từ cái bề mặt bên mặt có cánh đấy nhá, bề mặt có cánh ra môi trường thứ hai thì nó phải tuân theo là Newton-Raphson, thì nó sẽ trao đổi nhiệt theo phương thức đối lưu và bức xạ. Cho nên á, cái phương trình nó được viết như sau. Ở môi trường thứ nhất là tuân theo Newton-Raphson thì nó sẽ bằng là alpha 1 F1 nhân cho là TF1 trừ đi TV1, đúng rồi. À, ở đây ta suy ra được là TF1 trừ đi TV1 bằng Q nhân cho 1 trên alpha 1 F1. Chia ra xuống thôi các em, ta có cái phương trình 1.447, bây giờ 4.147, bây giờ. Rồi. Từ bề mặt vách phẳng qua bề mặt có cánh thì nó tuân theo cái định luật Fourier nghe các em, thì ở đây nó sẽ bằng là Q này F1 nhân cho lambda trên delta nhân TV1 trừ đi TV2, các em chú ý cái vấn đề đó. Và từ đây ta suy ra được là TV1 trừ đi TV2 bằng Q nhân cho là delta trên lambda nhân cho 1 trên F1, thì chia nó xuống thôi em, chia nó xuống thì ta có phương trình 4.149, các em chú ý cái vấn đề đó. Từ bề mặt có cánh vào môi trường thứ hai thì ta nó tuân theo phương trình Newton-Raphson, thì lúc này nó ta sẽ viết lại cái môi trường thứ hai này, nó sẽ bằng Q nhân cho alpha 2 F2 để kia nhân cho TV2 trừ đi TF2. Sau đó ta suy ra được là TV2 trừ đi TF2 nó bằng Q nhân cho 1 trên alpha 2 F2, thì phương trình là 4.151. Sau đó các em lấy nè, lấy cái phương trình 4.147 cộng 4.149 và cộng 4.151 thì các em sẽ thấy TV trừ TV1 cộng TV1 hết, trừ TV2 cộng TV2 hết, và cuối cùng ở đây ta suy ra được là gì? TF1 trừ đi TF2 nó bằng Q ra ngoài, Q là ông nội ra ngoài, trong này còn lại 1 trên alpha 1 F1 cộng cho là delta trên lambda. Thấy chưa? Delta trên lambda nhân cho 1 trên F1 nữa, thiếu 1 trên F1 ở đây, thấy chưa? Nhân cộng cho là 1 trên alpha 2 nhân F2. Thấy chưa? F2. Đây đây thiếu là 1 trên F1 nữa các em. Thiếu 1 trên F1 cái chỗ này này. Sau đó ta đưa Q nhân cho 1 trên F1 ta làm thừa chung, Q á trên cho F1 ta làm thừa chung, thì trong này còn lại là gì? 1 trên alpha 1 cộng cho là delta trên lambda cộng cho 1 trên alpha 2 nhân cho F1 trên F2. Đưa F1 ta làm thừa chung rồi. Được chưa? Thì ta có phương trình này. Và cuối cùng ở đây ta Q à nó bằng F1 nhân cho TF1 trừ đi TF2 trên cho 1 trên alpha 1 cộng delta trên lambda cộng cho 1 trên alpha 2 nhân cộng trên 1 trên alpha 2 nhân cho F1 trên F2. Và lúc này á mình đặt là epsilon c là F2 trên F1, người ta gọi là hệ số cánh nha em. Và là do F2 lớn hơn F1 cho nên là cái epsilon c này luôn luôn lớn hoặc bằng 1 nha các em. Nhớ chú ý vấn đề đó. Và cuối cùng ta biến đổi cái phương trình 1.153 thành cái phương trình là 1.155 như sau. Thì ở đây ta sẽ có là Q nó sẽ bằng F1 nhân cho TF1 trừ đi TF2 trên cho 1 trên alpha 1 cộng cho delta trên lambda cộng cho 1 trên epsilon C nhân cho F2. Và lúc này người ta đặt này KC nó sẽ bằng 1 trên cho là 1 trên alpha 1 cộng cho delta trên lambda cộng cho 1 trên epsilon C nhân lên alpha 2, người ta gọi là hệ số truyền nhiệt qua vách có cánh. Được chưa? Hệ số truyền nhiệt qua vách có cánh. Và sau đó người ta viết gọn cái phương trình 4.155
thành là 4.157, thì ở đây quy nó sẽ bằng là F1 nhân cho KC nhân cho TF1 trừ đi TF2. Các em chú ý cái vấn đề đó cho thầy. Như vậy ta tính ra được cái nhiệt lượng trao đổi qua vách có cánh một cách dễ dàng. Đó. Rồi các em chú ý nè, đây là ở đây cuối cùng ở đây nó có một số câu hỏi. Câu hỏi này thì đặt ra để ôn lại cho các em, có ôn lại lý thuyết cho nó dễ dàng nha. Thì trước khi đi vào tính toán thì ở đây á, thầy có một số bài tập, thầy đã làm bài tập mẫu rất là kỹ. Tập mẫu rất là kỹ. Bây giờ bài tập 4.1 nè nha. Rồi 4.2. Đó. 4.2 rồi 4.3. Đó. Đấy, thầy có 3 bài tập mẫu đại diện cho là vách phẳng, vách trụ và vách có cánh. Và sau đó thầy sẽ ra là 3 bài tập đề nghị là 4.1, là đề nghị 4.1, 4.2 và 4.3. Đấy, như vậy thì cái phần này các em về nhà giải 3 cái bài tập này, giải xong rồi nộp bài cho thầy đúng hạn. Thầy chào các em và mong các em đón học bài tiếp theo là bài tính toán thiết bị trao đổi nhiệt, cũng có phần cuối cùng này mà thầy do dài quá cho nên thầy tách ra thành hai bài. Nên cảm ơn các em.